It's good to have this opportunity to let you know how Lisa has gone during the course. Xin chào anh chị, thì em là Vũ Quỳnh, đây là thầy Gary. Thì hôm nay em rất vui được cùng với thầy quay video để xét về khóa học của Lisa vừa tại trung tâm ngữ AMA. Lisa has maintained a high level of work during the course. Thì theo như là thầy xét thì Lisa đã đạt được một cái mức độ khá là cao trong lúc mà bé giao tiếp và học khóa học lần này. She is a very capable student and always tries her hardest. Thì thầy rất là có lời khen đến Lisa là Lisa rất là có khả năng trong việc học ngôn ngữ và cũng như là bé đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian học. Lisa enjoys class activities and has a good understanding of new work. Thì trong lúc mà tham gia bài giảng của lớp thì bé rất là năng động, tích cực tham gia vào các hoạt động của thầy, như là bé nắm bài rất là tốt. She applies these understandings well and converses willingly. Thì sau đó, sau khi mà học những kiến thức đó thì bé có thể áp dụng vào cái những cái độ học hỏi của bé rất là tốt. When answering questions in class. Và đặc biệt là trong những lúc mà trả lời câu hỏi của thầy. Lisa always tries to extend her answers. Thì trong những lúc trả lời câu hỏi thì bé luôn cố gắng để mở rộng cái câu trả lời của mình ra. And shows a good grasp of English at her level.